chạy ra đây rửa. Bên tiệm rửa xe kế bên nè. Bên tiệm rửa xe kế bên. Có tiệm cái chìa khóa cái biển số đảm bảo không? Cái tiệm mới ở nãy em mới đi về rồi nghe nghe em nói kêu rồi. Rồi nãy tháo biển số xe đâu lẹ đi. Em không có nhà. Ông này mới về, ông này mới về, ông này. Em không có nhà. Ông này mới về. Chị nè. Này kêu rửa giùm đúng không? Này khổ mà đi nó kêu rửa giùm không? Không, mình cũng đi với ai chai chưa rửa giùm. Không có được khách đi, từ nãy anh về không có chuyện. Tôi luôn á, ngồi trước thấy rất là nghe luôn. Đó, về đi ăn cho anh chỉ gặp đúng ông này.